Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Để sinh tồn, tôi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, phát hiện ra hàng xóm ở tầng dưới đã biến thành zombie. Tôi lấy đồ và chiếc xe của họ, vì vậy chọn cách hạ chúng. Khi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới để lấy đồ ăn, nhưng đã đánh giá thấp rủi ro. Kết quả là rơi vào cảnh này. Tôi sẽ chết ở đây ư? Tôi không thể chết, nhưng có rất nhiều zombie chặn đường. Chiến đấu một đám này chỉ với vũ khí thô sơ trong tay, không thể không bị thương. Và bị thương đồng nghĩa với việc biến thành zombie. Tôi gắng hết sức để kìm nén sợ hãi, cố gắng để bình tĩnh lại. Tôi nhìn quanh, chiếc xe đó ở cạnh tôi. Tôi đã hét lên. Việc có thể trốn thoát hay không phụ thuộc vào chiếc xe này. Tôi cố gắng hết sức mình, sử dụng cây gậy để tiêu diệt những thây ma gần tôi nhất. Không dám ở lại, lao nhanh ra phía trước xe, leo vút lên xe. Đứng trên nóc xe hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy may mắn trong lòng. Nếu muộn hơn 10 giây, tôi sẽ bị đàn zombie nuốt chửng. Có rất ít zombie ở phía bên kia của xe. Tôi vội chạy xa khỏi xe, không dám đánh nhau, né tránh và lao vào tòa nhà. Kiệt sức, tôi ngồi xuống. Sẽ ngày càng có nhiều zombie trên đường. Tôi sợ ngày mai sẽ có nhiều hơn. Việc thu gom vật tư ở đô thị sẽ ngày càng nguy hiểm. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu người sống sót khác trong thành phố. Nhưng cơ hội ở lại thành phố và sống sót của họ sẽ rất mong manh. Khả năng trở thành zombie là rất cao. Dù sao thì tôi cũng sắp rời khỏi đây, đi đến vùng ven của thành phố có mật độ dân số thấp. Nếu bạn có thể tìm được một nơi tương đối an toàn, sẽ tốt hơn nếu chọn ở lại. Đèn trong phòng tôi nhấp nháy rồi tắt, nước máy cũng trở nên đục. Lưu lượng nước nhỏ hơn nhiều, dường như nước và điện sẽ bị cắt bất cứ lúc nào. Một thành phố không có nước hoặc điện sẽ chỉ còn cái nịt. Tôi sẽ không trì hoãn nữa. Chiếc SUV của người hàng xóm zombie đang ở bãi đậu xe. Tất nhiên bây giờ nó là xe của tôi. Tôi đã đóng gói tất cả những vật dụng hữu ích vào xe, nhìn lại ngôi nhà của mình lần nữa, sau đó lái xe ra khỏi thành phố. Hành trình sinh tồn trong ngày tận thế chính thức bắt đầu. Một vài zombie thỉnh thoảng xuất hiện trên đường, nhưng không nhiều. Zombie chủ yếu tập trung ở các khu thương mại và khu dân cư. Có thể thấy trước, một đàn zombie sẽ sớm hình thành trong thành phố. Sẽ ngày càng có ít người sống sót hơn. Không có súng trong tay, cái kết ở lại thành phố chắc bi thảm lắm. Làm thế nào để có được vũ khí? Tôi không biết ở thành phố này có kho đạn dược không. Nhưng cục công an chắc sẽ có vũ khí. Trong tiềm thức tôi muốn dùng điện thoại của mình để tìm văn phòng đó. Nhưng nhớ ra Internet đã biến mất từ lâu. Mỉm cười cay đắng. Tôi chỉ có thể tìm kiếm bằng mắt thường. Nhưng thật trùng hợp, khi sắp đến rìa thành phố, tôi đã tìm thấy một đồn cảnh sát bên đường. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy, dùng chiếc xe hỏng bên cạnh để thoát chết. Điều này khiến tôi thấy rõ mối nguy hiểm ở đô thị đang gia tăng mạnh. Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, lái xe đi. Trên đường đi, tôi suy nghĩ cách tìm vũ khí tự vệ. Và vào lúc này, tòa nhà cảnh sát bên đường lọt vào mắt tôi. Bây giờ đã là đêm khuya, cả thành phố mất điện. Tòa nhà này cũng tối. Sẽ là không khôn ngoan nếu đi vào lúc này, học hỏi từ những sai lầm, không chấp nhận rủi ro không cần thiết. Điều quan trọng là lập kế hoạch cẩn thận trước khi hành động. Bây giờ là khoảng 1 giờ sáng, tôi phải đợi đến bình minh rồi mới hành động. Tôi đậu xe ở một góc khuất, ăn cái gì đó và uống nước, sau đó ngủ và nghỉ ngơi trong vài giờ tiếp theo. Sạc lại pin, một đêm yên ắng, bầu trời đang dần sáng hơn. Tôi thức dậy và cảm thấy được phục hồi về tinh thần và thể chất. Xuống xe và khóa cửa lại, chuẩn bị hành động. Trước tiên hãy đi dạo quanh tòa nhà, nhìn vào bên trong qua nhiều cửa sổ. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn sơ qua, bên trong giường như trống rỗng. Đẩy nhẹ nhàng cửa, cánh cửa mở ra, không bị khóa, không có ai xung quanh. Qua tiền sảnh, đi thẳng vào. Bên trong tòa nhà thật yên tĩnh, dường như không còn hơi thở của sự sống. Dừng lại, quan sát xung quanh, bên trái là phòng làm việc. Đột nhiên một zombie xuất hiện ở cửa sổ, gầm lên với tôi. Mục đích của tôi là tìm kiếm vũ khí và đạn dược. Zombie không thể ra khỏi phòng, không gây nguy hiểm. Tôi cũng không quan tâm đến anh ấy. Tòa nhà này có 5 tầng, tôi muốn bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1. Tìm thấy một zombie khác ở hành lang, mặc đồng phục. Có lẽ anh ấy cũng đang làm nhiệm vụ. Tôi nhanh chóng hạ anh ta bằng một cây gậy, nhưng tôi không tìm thấy súng trên người anh ta. Sau khi tìm kiếm quanh, đến giờ, chỉ có một số zombie được tìm thấy ở tầng 1 và tầng 2. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đến tầng 5, đó là tầng trên cùng. Chắc chắn rồi, tôi đã tìm thấy kho vũ khí, nhưng ngăn cách bởi một hàng rào. Tôi không thể vào trong được, tôi chỉ có thể nhìn thấy kho súng bên trái, bên phải là kho đạn. Hai thây ma bước ra từ góc, nhe răng và cào cấu tôi qua hàng rào.
họ phải có chìa khóa. Họ đã vào được bằng cách nào khác? Tôi bước về phía trước, hạ chúng bằng búa xuyên qua hàng rào. Tôi ngồi xổm xuống, tiếp cận và tìm kiếm chúng. Đúng là có chìa khóa trong túi, nhưng nó không phải là chìa khóa hàng rào. Đó là chìa khóa mở kho vũ khí bên trong. Chìa khóa của cổng hàng rào này ở đâu? Có zombie nào ở tầng dưới không? Tôi quay lại và đi đến tầng 1, mở cửa phòng làm việc. Thằng Liều tiến tới. Tôi cho vài gõ. Nó có một chiếc chìa khóa trên đó, nhưng chúng đều là chìa khóa lối vào và lối ra ở tầng 1. Ngoài ra còn có chìa khóa nhà để xe tầng hầm. Lúc này tôi có một ý tưởng mới. Tôi muốn chiếm giữ tòa nhà này, là nơi trú ẩn của tôi. Có tìm được chìa khóa hàng rào cách ly hay không, thì đây vẫn là một nơi tốt để ở. Và nó rất gần rìa thành phố. Mật độ dân số thấp, sẽ không có quá nhiều zombie. Thế là tôi ra ngoài và lái xe vào gara, sau đó quay trở lại. Tất cả các lối vào và lối ra ở tầng 1 đều bị khóa trong tòa nhà này bây giờ thuộc về tôi. Tiếp theo, trên số zombie còn lại, tìm nhiều chìa khóa văn phòng. Đột nhiên mắt tôi sáng lên, có một chiếc chìa khóa được đánh dấu truy cập tầng 5. Tôi sướng như bố đẻ em bé, lấy nó và quay trở lại tầng 5. Tôi đã mở hàng rào thành công, nóng lòng muốn mở cánh cửa kho vũ khí một lần nữa.